cơm đặc biệt ấy bà chủ ơi, cơm đặc biệt. Chào cậu, chào cậu chủ nha. Này người làm chứ cậu chủ gì? Cậu chủ này nha mọi người, đây là cậu chủ nha. Bây giờ là người làm, mai mốt sẽ thành cậu chủ. Đúng rồi, ai là anh này là mướn mà thuê chứ. Ai mà cũng phải làm chứ, cậu chủ cũng phải làm. Đây bà, cậu ơi, chủ, chủ tới gì đây đó. Bà chủ còn phải làm, nói chi cậu chủ. Cậu chủ nướng thịt nha mọi người. Nướng thịt đàng hoàng nha. Nướng mà không đàng hoàng là trừ lương. Không phát lương luôn. Đúng rồi, không là không phát luôn chứ không có trừ. Bình thường cũng có bán đâu mà trừ. Sườn đặc biệt thơm ngon, giống như ra bánh mì quá, thơm ngon. Cơm sườn đặc biệt hương ngon, nước mắm đầy trứng. Sườn bị trứng cho vài cọc, quên lọt, cho vài miếng tóp mỡ vô nữa đó, đặc biệt không mọi người, đặc biệt rồi, quá hấp dẫn luôn. Ăn thôi đây anh kêu. Dạ. Cơm sườn trứng bì mà vô mỹ vô.